Lô anh em ơi, và chào mừng anh em đã trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video về ghép cầu thủ bóng đồng nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vô video. Anh em nếu thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn anh em. Anh em nào muốn làm video về PES Mobile 2020 về vấn đề gì á, thì anh em hãy comment bên dưới nha. Ok anh em ơi,